cho trẻ sơ sinh. Xin chào các bạn, tôi là Claire Devilliers, y tá chuyên sâu về trẻ em ở Pháp. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách massage cho bé sơ sinh. Nghiên cứu cho thấy massage giúp bé thư giãn tinh thần, bớt khóc và phát triển tốt hơn. Massage không chỉ đem lại cảm giác hạnh phúc cho bé, mà còn cải thiện chứng trầm cảm và giảm căng thẳng cho mẹ. Điều này cũng giúp bố mẹ gắn bó tình cảm và dễ dàng hiểu được tín hiệu biểu đạt của bé hơn. Massage cho bé có thể được thực hiện bởi bố hoặc mẹ. Tốt nhất nên massage cho bé sau khi tắm. Nhưng ta cũng có thể thực hiện massage vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đối với trẻ sơ sinh, chỉ nên thực hiện việc này trong vòng 5 đến 7 phút. Sau này khi trẻ lớn lên, thời gian có thể kéo dài hơn. Ta có thể thực hiện xoa bóp bên ngoài lớp quần áo lót của trẻ, đặc biệt là ở các trẻ mới sinh để bé không bị lạnh. Đối với trẻ lớn hơn, bạn có thể cởi bỏ quần áo và thực hiện xoa bóp trực tiếp trên da của trẻ. Có thể sử dụng dầu trẻ em hay kem dưỡng chống khô da, nhưng chỉ nên dùng một chút vì da của trẻ sơ sinh có tính thấm rất cao. Chỉ cần dùng một chút dầu đủ để bàn tay của bạn trơn trượt trên da của bé. Trường hợp massage qua áo quần thì không cần dùng dầu hay kem. Có nhiều kiểu massage khác nhau. Chúng ta có thể chỉ massage hai bàn tay hay hai bàn chân, hoặc có thể xoa bóp toàn bộ cơ thể. Massage bàn tay và bàn chân. Ví dụ, để xoa bóp bàn tay, ta sẽ nắm lấy cánh tay của trẻ và thực hiện động tác xoay tròn trên mu bàn tay của bé. Rồi tới gân bàn tay cũng là động tác xoay tròn. Ở đây tôi chỉ làm minh họa. Trên thực tế, việc xoa bóp sẽ tiến hành lâu hơn. Tiếp đến, ta nắm lấy từng ngón tay của trẻ và vuốt thẳng các ngón tay từ phần gốc đến phần ngọn. Điều quan trọng trong khi thực hiện massage cho trẻ là tìm được độ ẩm thích hợp. Không ấn mạnh quá khiến bé khó chịu, nhưng cũng không ấn nhẹ quá, chỉ giống như là vuốt ve. Và điều thứ hai đặc biệt quan trọng là phải luôn duy trì sự tiếp xúc với trẻ. Đừng bao giờ thả lỏng bàn tay hay cơ thể bé. Hãy cho bé tiếp xúc trọn vẹn với bạn để bé được thư giãn tối đa. Massage bàn chân. Vậy là ta đã thực hiện xong việc xoa bóp bàn tay. Đối với bàn chân, nguyên tắc cũng như vậy. Ta dùng một tay giữ chân trẻ, thực hiện các động tác xoay tròn, đặc biệt là tại các điểm tì, nghĩa là phần mu bàn chân, gót chân và phần điểm tì ở phía trước bàn chân. Tránh xoa bóp ở phần giữa gan bàn chân vì sẽ khiến bé khó chịu. Đối với các ngón chân, ta cũng vuốt thẳng từ gốc đến ngọn như với các ngón tay. Quy tắc cuối cùng cần tuân thủ. Nếu tiến hành xoa bóp một bên tay thì phải thực hiện xoa bóp cho bên kia để bé không bị mất cân bằng do chỉ được massage ở một phía. Massage toàn bộ cơ thể. Ta bắt đầu bằng xoa bóp bàn chân như tôi vừa trình bày. Nắm lấy cẳng chân của bé và massage dần từ cẳng chân lên đến phần trên của đùi. Làm tương tự với chân thứ hai. Tay kia của bạn phải luôn tiếp xúc với da của trẻ. Đối với bụng, ta làm các động tác xoay tròn. Với lồng ngực, ta làm động tác trượt, dùng hai ngón cái trượt từ trung tâm ra hai bên về phía cánh tay, sau đó xoa bóp cánh tay. Tương tự như ở chân, ta sẽ làm các động tác xoay tròn. Nhiệm vụ của bạn là hiểu được con mình và nhận ra những gì khiến bé thích thú. Ta có thể xoa bóp phần tay như tôi đã trình bày ở trên. Không quên xoa bóp cánh tay và bàn tay đối diện. Kết thúc bằng việc xoa bóp mặt. Đối với mặt, ta sẽ bắt đầu xoa bóp từ phần trán. Đặt hai ngón cái ở giữa trán, chuyển ngón tay về phía thái dương. Tiếp tục di chuyển xuống dưới, tới hai bên gò má. Xoa bóp phần mũi và má. Phần dưới mũi,
cuối cùng là phần cằm. Ta cũng có thể thực hiện các động tác xoay tròn ở phần da đầu của bé. Cuối cùng, sau khi kết thúc việc xoa bóp, hãy từ từ nhẹ nhàng buông tay khỏi cơ thể bé. Massage giúp trẻ tăng cân nhanh, ngủ sâu hơn, cải thiện tiêu hóa, hệ thần kinh, hệ hô hấp, giúp các cơ phát triển tốt và chống nhiễm trùng, đặc biệt là đối với trẻ sinh non. Khi kết hợp với các hoạt động thể chất, massage cũng có thể giúp xương của bé phát triển. Tuy nhiên, mẹ cần tôn trọng bé. Nếu bé không thích hoặc tỏ ra khó chịu thì mẹ nên dừng lại và làm vào lúc khác. Mẹ cũng cần tránh massage cho bé khi tâm trạng đang căng thẳng. Vì khi bạn căng thẳng, massage cho bé cũng không hiệu quả và dễ khiến bé khó chịu.